Bộ phim này có sự góp mặt của siêu sao võ thuật Triệu Văn Trác. Mở đầu phim sẽ là một cô gái xinh đẹp, body ngon ngọt, bởi vậy nên đã bị một băng nhóm xã hội đen bắt và hiếp dâm, húp cái lồn của cô gái, sau đó chúng đã thả cô ra. Cay cú bị hiếp dâm, nên cô đã quyết định tìm cách trả thù bằng chính sắc đẹp cũng như dùng cái lồn và cặp vú để dụ dỗ bọn háo sắc này. Biết xấu hổ hả? Mất mặt rồi sao? Nè, làm thiệt đó. Đừng thế nào. Thứ bảy là chiến thuật. Dạ phân tích. Đang thiệt rồi, chút xíu sẽ ra ngay mà, chờ chút đi. Đâu có cần phi gấp. Chết bả, giờ thì giải thích đi. Tôi chỉ muốn dùng một cách khác. Tôi gọi anh tới thì anh tới. Sếp Hồ, tôi đã nói là sếp Kẹo mà, không có chịu đóng tiền học phí cho tôi. Cheers. Đừng qua đây. Nói đi, anh thế nào? Tôi không muốn bị làm phiền. Giờ không sao.